Hello chúng con, xin giới thiệu cách để mà bạn có thể quay video clip mà lại cái màn hình. Chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta có thể quay được. Và mục tiêu của cái người quay để làm gì? Để có một cái video clip dễ dàng chia sẻ với người khác. Để mà các bạn có thể mô tả, ví dụ các bạn khi bạn lập trình hoặc khi bạn làm cái gì đấy mà các bạn gặp vấn đề gì đó mà các bạn muốn mô tả cái vấn đề cho nó cụ thể hơn, để đưa lên mạng để hỏi người khác chẳng hạn. Chứ thực ra nếu như người khác mà vào máy của bạn thì không nói là làm gì, đúng không? Nhưng mà ở đây đôi khi bạn muốn đưa một cái vấn đề của bạn lên mạng để cho người khác hiểu đúng, hiểu rõ, hiểu nhanh hơn so với bạn mô tả bằng cách gõ phím, thì bạn có thể quay lại màn hình những cái thao tác. Thì để quay được thì bạn có thể sử dụng cái phần mềm Zing. Như tôi nói từ đầu có rất nhiều phần mềm, nhưng ở đây tôi ví dụ một phần mềm Zing là phần mềm khá dễ. Bạn vào trang techsmith.com trên download trên Zing, và bạn download cái bản cần thiết, sau đó bạn cài lên. Cái quá trình cài đặt rất là dễ, cài xong nó sẽ có một cái video clip hướng dẫn bạn để bạn có thể làm, bạn làm theo là được. Thế nhưng mà nếu như bạn muốn nghe cái hướng dẫn bằng tiếng Việt thì bạn có thể xem là tôi hướng dẫn. Thế thì khi cài xong nó sẽ xuất hiện một cái nút vàng vàng ở đây, sau khi bạn làm hết sau các cái thao tác mà nó hướng dẫn từ đầu ấy, thì nó sẽ có một cái vàng vàng ở đây và nó có những cái chức năng sau. Thứ nhất là capture, là chúng ta có thể lấy một cái vùng màn hình, vẽ một cái vùng màn hình và nó sẽ chụp hình và nó sẽ tự upload lên trên mạng. Nó khi up xong nó có cái nút share. Đây là setting, là chúng ta thiết lập các cái thiết lập linh tinh, có tức là ví dụ như là vị trí download vân vân. Cái đấy cũng là phụ, cái đấy là phụ thì tôi giới thiệu trước nhưng mà tôi giới thiệu qua thôi. Còn cái chính là cái chức năng chúng ta quay một cái video clip. Đấy thì thế thì ở đây tôi bấm vào capture thì nó sẽ là cho phép chúng ta có thể, ví dụ chúng ta lưu một cái vùng màn hình này. Đấy. Thế thì ở đây có những cái lựa chọn sau. Thứ nhất là chúng ta capture image, tức là chúng ta lưu thành thành hình. Thứ hai là capture video, tức là chúng ta sẽ quay video cái vùng màn hình này. Thì bạn có thể để cái vùng màn hình to hơn để ví dụ bạn quay video cả cái vùng mà bạn lập trình chẳng hạn, thế là bạn mô tả. Tốt nhất là bạn dùng mic, thì thường 100% các cái laptop đều có sẵn mic rồi, cho nên bạn yên tâm là bạn có thể quay được cả tiếng của bạn. Thì bạn mô tả các cái vấn đề bạn cho rõ hơn. Thì bạn có thể bấm vào capture video. Đó. Thì nó sẽ có phần để cho bạn capture như này. Capture xong thì bạn stop là finish. Đấy, sau đó thì nó sẽ có một cái lựa chọn là bạn có thể share lên mạng, thì bạn có screencast thì bạn có thể share. Nếu mà lần đầu tiên thì nó sẽ bắt bạn lập một cái account thôi. Đấy, thế thì sau khi bạn share lên mạng thì người khác có link và người ta có thể, bạn gửi cái đường link đó cho người khác là được, thì nó sẽ upload. Quá trình upload thì nếu một cái video clip ngắn thì nó khá là nhanh. Bạn có thể nhìn thấy ví dụ như cái video clip này nó có 317k và up thì tẹo là xong. Nếu bạn quay 5-10 phút thì có thể lâu hơn một chút. Đấy, nó sẽ mất thời gian của bạn một tí nhưng không sao cả, bởi vì bạn sẽ có một cái video clip để bạn đưa lên khắp mọi nơi để bạn hỏi mọi người. Đấy, thế là xong. Mà bây giờ tôi cancel về, nó sẽ tự tạo tôi một cái link. Và bạn có thể gửi cái đường link này qua chat Facebook hoặc chat Skype hoặc Yahoo vân vân, qua những cái công cụ chat cho mọi người. Và mọi người có thể kích vào đây để xem cái vấn đề mà bạn gặp. Tôi cũng nói thêm một chút. Đó là những cái máy mà không có mic thì các bạn phải mua mic, nhưng mà đa số hoặc có đúng hơn là 100% những cái laptop đều có mic cả. Một số bạn nói em chỉ có lỗ cắm chứ không có mic thì thực ra đó là sai. Máy của tôi cũng có lỗ cắm nhưng tôi không cắm mic vào đấy, tôi vẫn có thể dùng mic được, bởi vì nó có một cái mic tích hợp sẵn ở trên máy, thường nó rất là kín, nó chỉ một cái lỗ nhỏ thôi, để đâu các bạn có thể không biết nữa. Nó có thể xét màn hình hoặc ở đâu đó không nhìn thấy. Cái lỗ mic trên laptop nó có thể rất là bé, bạn không biết. Nhưng bạn không cần cắm gì vào cái lỗ cắm mic, bạn vẫn có thể ghi mic được. Và cụ thể là tôi đây đang ghi lại cái video clip này có tiếng.
mà tôi hoàn toàn không cắm cái mic nào cả, bởi vì trong mic máy của tôi nó có sẵn mic rồi. Mặc dù tôi có lỗ cắm mic nhé, nhưng tôi không cắm cái gì vào vào đó cả, tôi vẫn có thể dùng được. Còn tất nhiên nếu như bạn thích, bạn đi mua cái mic ở ngoài bạn cắm vào đó thì bạn sẽ dùng qua cái mic đó. Đó là tùy chọn thôi. Laptop nó có mic có sẵn và loa có sẵn. Còn trường hợp bạn muốn cắm thêm loa ngoài hoặc cắm thêm mic ngoài cũng được, nhưng không cần cũng được. Thì cái đấy tôi chú ý một chút, bởi vì có nhiều bạn cứ nghĩ là cái lỗ mic đấy phải cắm vào thì mới dùng được, thì đó là sai lầm. Không cắm gì vào thì 100% laptop đều sẽ dùng được. Tôi chưa gặp cái laptop nào mà lại không có thích hợp mic cả.